Thưa quý vị và các bạn, Sóc Sơn, Hà Nội đang là một điểm nóng của bệnh dại khi có nhiều người bị chó cắn và phơi nhiễm với bệnh dại. Hiện nay, những người bị chó dại cắn hồi cuối tháng 7 đang được theo dõi chặt chẽ cũng như là tiêm ngừa vaccine dại, huyết thanh dại đầy đủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên VTC14. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó liên quan đến 3 xã: Minh Phú, Hiền Ninh, Thanh Xuân. Hiện đã có 10 người phơi nhiễm với 3 con chó dại. Các trường hợp này đã được xử lý vết thương, tư vấn tiêm chủng vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo đúng quy định. Người bị chó cắn nặng nhất là một nam bảo vệ của điểm tham quan du lịch Việt Phủ Thành Chương. Nạn nhân bị con chó dại cắn vào giữa trán, là một vết cắn rất nguy hiểm vì gần thần kinh trung ương. Được chúng tôi tư vấn đi tiêm phòng huyết thanh, phòng chống bệnh dại và vaccine phòng chống dại. Hiện tại thì tất cả các trạm y tế cũng như là khoa kiểm soát dịch đã cử cán bộ theo dõi sát từng bệnh nhân một. Trước đó, sáng 25 tháng 7, tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, xuất hiện một con chó dại không rõ nguồn gốc, nặng khoảng 15 kg. Con chó đã tiếp xúc và cắn 13 con chó mèo của 4 hộ gia đình và cắn một người ở thôn. Sau đó, con chó dại này di chuyển sang thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn và tiếp tục cắn 2 người gồm một du khách và một bảo vệ tại điểm tham quan du lịch Việt Phủ Thành Chương. Nhân viên tại đây đã đập chết con chó và báo nhân viên thú y xã Hiền Ninh gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Kết quả, con chó dương tính với virus dại. Mình đi làm thấy chó thả rông rất nhiều và vào nhà khách đi làm cũng thấy chó thả rông trong nhà rất nhiều nên là cũng nguy hiểm, rất sợ chó cắn và bệnh dại. Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình bệnh dại đang có diễn biến phức tạp trên động vật. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 6 ổ dịch dại trên chó đều tại huyện Sóc Sơn, 27 người phải điều trị dự phòng bệnh dại, trong đó 12 người bị cắn và 15 người tiếp xúc với chó dại, tức cho chó ăn, chăm sóc chó, giết mổ chó, lấy mẫu chó dại không có bảo hộ. Thế thì đàn chó mèo ở Sóc Sơn là một trong những, theo như báo cáo thì là một trong những huyện có cái tỷ lệ cái đàn chó mèo rất là lớn. Nếu chúng ta kiểm soát tốt cái đàn chó mèo thì chúng ta sẽ kiểm soát được dịch dại. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu người dân cần đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa bằng thuốc nam hoặc các biện pháp truyền miệng không có cơ sở khoa học. CDC Hà Nội cho biết, bệnh dại rất nguy hiểm, nếu bị chó dại cắn và không được tiêm phòng. Khi phát bệnh lên cơn dại thì gần như 100% người bệnh tử vong. Do vậy, việc tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo hàng năm là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh dại. Sau khi xuất hiện nhiều ổ dịch dại trên đàn chó mèo, cùng với đó là hàng chục người bị phơi nhiễm với bệnh dại, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dại. Chỉ trong vòng một tuần qua, huyện này đã xử phạt một hộ nuôi chó và tiêu hủy nhiều con chó, xử phạt một cách quyết liệt và không kiêng nể. Xã Hiền Ninh đang là điểm nóng bệnh dại của huyện Sóc Sơn. Những con chó thả rông đều bị đội chuyên trách của xã bắt lại. Sau 48 giờ chủ nuôi không đến nhận và nộp phạt, đội chuyên trách đem đi tiêu hủy. Chỉ trong một tuần qua, đã có 7 con chó bị tiêu hủy, một trường hợp chủ nuôi đến nhận chó và tình nguyện nộp phạt 1 triệu đồng. Chúng tôi kích hoạt cái đội săn bắt chó thả rông. Thì sau khi xuất hiện thì chúng tôi tổ chức đội săn bắt chó thả rông trên địa bàn là đi săn bắt toàn bộ những chó mà các hộ gia đình mà không thực hiện công tác phòng chống dịch như thả rông chó ra ngoài đường không đeo dọ mõm thì đều bị xử lý. Đấy, cái lực lượng mà đi chúng ta cũng chỉ là đi tuần theo buổi, thế còn cái việc mà người dân thì cũng đã chấp hành cái việc xích chó, nhưng đôi khi nó có trường hợp mà vẫn buổi sớm là vẫn thả chó ra ngoài đường. Hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng của chúng tôi thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã thống kê được cái số lượng chó mèo tại thời điểm đó, thế và cũng đã chỉ đạo đối với cả trung tâm dịch vụ nông nghiệp và ủy ban nhân dân các xã tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn chó mèo. Tỷ lệ tiêm phòng thì trong cái đợt đại trà đợt 1 thì chúng tôi cũng tiêm phòng được đảm bảo cái tổng đàn chúng tôi thống kê khoảng hơn 90%, 94%. Sau khi có tình trạng chó dại cắn người, huyện Sóc Sơn đã kích hoạt lại đội bắt chó thả rông ở các xã và thị trấn. Lực lượng này được chỉ đạo làm mạnh tay, không kiêng nể. Cứ gặp chó thả rông không dọ mõm là bắt nhốt lại.
Sau 48 giờ chủ nuôi không nhận sẽ mang đi tiêu hủy. Kích hoạt cái tổ bắt chó thả rông. Thế và đối với những cái tổ này thì chúng tôi cũng đã xử phạt rất là mạnh tay với cái trường hợp mà không thực hiện các cái quy định trong cái phòng chống dịch bệnh chó mèo. Những trường hợp mà không tiêm phòng, cố tình không tiêm phòng thì chủ hộ đó cũng phải phạt 1 đến 2 triệu đồng. Thế và đặc biệt là với các trường hợp mà sơ chế chế biến chó mèo ấy, thế mà không có sổ sách theo dõi. Thứ hai nữa là những cái chó mèo không có nguồn gốc thì sẽ bị phạt khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Thế còn những cái trường hợp mà cố tình xử lý hoặc là giết mổ những cái trường hợp mà gia súc bị bệnh ấy, thì sẽ bị phạt khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Thì cái này thì chúng tôi cũng thực hiện rất là nghiêm túc. Huyện Sóc Sơn nhiều năm qua vẫn là điểm nóng về bệnh dại của Hà Nội. Qua thực tế giám sát bệnh dại nhiều nơi, trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn còn mầm bệnh dại tiềm ẩn. Nguy cơ dịch bệnh lan rộng toàn huyện nếu không kiểm soát tốt bệnh dại trên động vật. Huyện Sóc Sơn có tổng đàn chó lớn nhất Hà Nội với khoảng 9.000 con chó. Đàn chó liên tục biến động, khiến việc tiêm phòng gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, tình trạng chó thả rông vẫn còn phổ biến. Ra quân cái đội bắt chó, cứ tất cả các xã đang có dịch mà cứ chó ra là bắt và phải xử lý và tiêu hủy. Đấy, thì còn các xã giáp danh ấy, thì chó ra ngoài nơi công cộng mà không có người dắt thì chúng ta phải xử lý, phải phạt hành chính. Đấy, nếu trong trường hợp 48 tiếng mà không có người nhận thì sẽ xử lý tiêu hủy. Huyện Sóc Sơn đang triển khai quyết liệt công tác tiêm phòng dại cho đàn chó với tỷ lệ đạt rất cao trên 90%. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị địa phương thực hiện các biện pháp để phòng ngừa bệnh dại cho động vật, tránh lây sang người. Đặc biệt cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng 100% chó mèo nuôi theo khuyến cáo của ngành thú y. Địa bàn huyện Sóc Sơn bây giờ đang có những ổ dại đang phát sinh. Mà nhà mình thực sự ra là đi ra ngoài đường có chó nhỏ rất chi là sợ, rất chi là ghê. Nhìn thấy chó là sợ lắm. Thế cho nên là hôm nay mà xã mà cử người xuống tiêm phòng ngay này, mình là người dân mình rất chi là phấn khởi. Cái tiêm phòng đó thì cái thứ nhất là đảm bảo cho riêng cho chính mình và tất cả như vậy cho những người xung quanh. Hiện nay huyện Sóc Sơn kiên quyết tiêu hủy chó thả rông, chó vô chủ, tiêm vaccine toàn bộ đàn chó. Tuy nhiên, người dân mong muốn những biện pháp này không phải là phong trào, không mang tính chất nhất thời. Vì để khống chế và loại trừ bệnh dại, thì các biện pháp này phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống, được tiến hành thường xuyên, giúp đường làng ngõ xóm an toàn, không bệnh dịch. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày vừa qua tại tỉnh Thái Nguyên đã khiến khu vực bờ sông Cầu, đoạn qua xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, tài sản, hoa màu và đất ở sản xuất của 18 hộ dân trong xã. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông tại khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại vùng nguy cơ sạt lở. Thường xuyên cập nhật diễn biến cảnh báo theo tình hình thực tế, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, thông báo đến người dân ở những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh khi mưa lũ, kịp thời tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn. Trước đó, mưa to đến rất to xảy ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 và từ đêm ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, nước thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước sông Cầu dâng cao, gây ra tình trạng sạt lở bờ hữu sông Cầu, đoạn qua xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 868 m, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, tài sản, hoa màu, đất ở và sản xuất của 18 hộ dân với 70 nhân khẩu thuộc xóm Thanh Đàm.